Chào các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại với Hai Non Lớp hàng hiệu lướt chính hãng giá tốt. Sau khi các bác mua một đôi giày mới, một đôi giày đi ra Gucci hoặc là LV mới tinh như thế này, thì các bác thường làm gì? Thì video này em sẽ cho các bác xem tầm quan trọng của việc chúng ta bảo dưỡng một đôi giày mới. Thì đôi giày này là mới tinh và khách của em vừa bóc siêu đế luôn để sử dụng. Và đây là đôi giày sau khi sử dụng khoảng một tháng. Thì các bác có thể quan sát nhận ra là cái phần đế da nó bị đầy xước này, nó bị lõm, bị lún, nó bị mòn khá là tương đối. Thì đương nhiên về cơ bản thì người ta đã thiết kế ra thì cái độ bền này nó sẽ đủ lâu để chúng ta có thể chơi cái đôi giày được lâu nhất. Tuy nhiên việc của chúng ta là ở cái môi trường Việt Nam mình thì chúng ta vẫn cần phải bảo vệ cái đôi giày, đặc biệt là phần đế da nó khá là dễ tổn thương với cái điều kiện sử dụng ở Việt Nam. Còn cái phần da phía trên thì nó chỉ bị khô thôi. Nó là loại da rất chất lượng nên chúng ta sẽ bảo dưỡng lại. Vì thế sau khi mua đôi giày mới tinh về thì theo khuyến nghị của em thì các bác nên là chúng ta dán đế cho nó. Đây là đôi giày sau khi khách đã sử dụng một tháng từ đôi giày mới tinh, gửi lại để shop em là bảo dưỡng lại và dán đế cho khách. Nó chưa dán đế thì chúng ta sẽ dán topi vào như thế này, hoặc là Vibram chính hãng. Thì chúng ta dán để đôi giày là đi nó êm hơn và nó không bị trơn. Về cơ bản là cái đế da thì nó khá là trơn. Thì sau khi dán xong thì chúng ta giải quyết được vấn đề đó và chúng ta bảo dưỡng cho đôi giày. Thì còn trên tay em là em muốn giới thiệu tới bác là một mẫu Monte Carlo LV, mẫu khá là đặc biệt của LV. Con này thì size 40.5 các bác nhé, size 40.5, chân bác 40.5, tức là chân 255 đấy, 255 đến 260 tùy form. Thì đôi này là mới tinh, new full box, da B. Thì ở phần cuối video là em có giới thiệu một con Gucci 1953, cái mẫu mà lúc nãy ở đầu video ấy, tuy nhiên là nó màu đen. Thì các bác có thể xem đến cuối video để xem. Còn đôi này là Monte Carlo với kiểu thiết kế khá là hiện đại, hay ho, với cái mặt được phủ vàng xung quanh và cái phần viền màu vàng rất là đẹp. Rồi phần màu khá là đặc biệt nữa, cái màu rất là hay. Thì đôi này trước em có về đôi 39 nhưng mà bán rồi. Còn đôi này là size 40.5, rất là đẹp. Thì con này có giá cũng tương đối, hơn 19 nha các bác. Con này có giá hơn 19 triệu. Thì bác nào thích một đôi giày mà với độ hiếm cực kỳ cao, gần như không có đôi thứ hai, thì các bác có thể cân nhắc đôi này. Với cái bộ phối màu này, với cái bộ phối màu này phải gọi là rất 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 là hiếm. Monte Carlo thì các bác biết là nó rất là thân thiện, chúng ta có thể mang với hàng ngày, rồi chúng ta có thể mang đi các tiệc quan trọng. Hay là mẫu loafer này em cũng có size 40.5. Đây là mẫu loafer Major. Thì mẫu loafer Major nổi tiếng với cái kiểu thiết kế khá là lịch sự và tinh tế. Cái phần logo được làm nhỏ nhắn và cái phần viền monogram rất là tinh tế. Thì những mẫu loafer như thế này thì với cái kiểu đế là đế da, nó là đế da, thì ban đầu về thì chúng ta cũng cân nhắc để dán bảo vệ cho nó. Chúng ta có thể dán là Vibram, rồi dán topi, hoặc dán dày, hoặc dán mỏng thì tùy, nhưng mà nên dán để chúng ta bảo vệ cái phần đế da nó dùng được lâu nhất. Ở những phiên bản sau này thì cái nhà LV người ta làm sẵn một lớp nhũ cao su ở phần đế trước và đế sau để chống mòn rồi, thì là những cái mẫu mới hơn thì không cần dán. Còn những mẫu này thì em vẫn khuyến khích các bác là dán cho nó để nó dùng được lâu nhất. Thì mẫu này là mẫu xanh navy rất là đẹp, rất là đặc trưng. Và các bác có thể phối với khá là nhiều mẫu bộ đồ khác nhau. Thì vẫn là một mẫu mới tinh nên là bác nào mà thích thì có thể alo luôn cho em. Mẫu này cũng hơn 19 nha các bác, giá rất tốt. Nếu mà mua mới của hãng thì con này các bác sẽ phải bỏ ra là hơn 20 mấy triệu, hơn 25 đến 26 triệu chưa thuế. Và cơ bản là nếu chúng ta không thể tìm được một màu giống như thế này để mua nữa.
Và như đã nói ở phần đầu video thì chúng ta có thể cân nhắc mẫu Gucci 1953 vạt cờ như thế này, khóa vàng màu đen rất đẹp. Hiện tại thì em còn đôi này size 40, 39 rưỡi đến 40. Rất nhiều bác đã mua đôi Gucci này của em và có phản hồi rất là tốt. Cái giống giày mang rất là thích. Đế da bóng bẩy mà chưa bóc siêu như thế này thì hoàn toàn có thể là chúng ta dán đế da để bảo vệ vào để nó giữ đôi giày được tốt nhất. Các bác cân nhắc cái đôi này để chúng ta có một đôi Gucci mang rất là thân thiện nha các bác. Con này thì giá mềm thôi, hơn 14 đồng thôi. Bác nào thích thì nhắn cho em nhé. Con này em đang sẵn size là 39 rưỡi 40. Coi nhé. Thì các bác nhớ nhắn Zalo của em lên màn hình và bấm theo dõi kênh cũng như là để em sẽ tư vấn cho bác và chúng ta được gặp nhau trong các video tiếp theo các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an.